Dạ, chợ xanh Hoàng Thịnh xin được mến chào bà con anh chị. Rất là vui khi gặp lại bà con anh chị mình trong cái video clip này ha. Một video clip mà chợ xanh muốn chia sẻ cho anh chị tham khảo những bất động sản chính chủ ở thị trấn Cần Giuộc, Cần Đước. Trên màn hình mà cô chú anh chị đang xem á, đó là hướng mình về khu công nghiệp Cầu Tràm được nha anh chị. Từ vị trí này á, mình ra cái khu vực đó thì mất tầm khoảng 2,5 km ha. Hiện tại chợ xanh đang đứng ngay cái đường kênh xã Long Trạch nha anh chị. Một con đường nhựa xe tải vào vi vu thoải mái luôn ha. Còn đây là cái khu dân cư An Thắng thuộc xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thì tại khu vực này hôm nay chợ xanh xin mời cô chú anh chị mình tham khảo một bất động sản giá rẻ mà nhiều cái tiện ích nơi đây mang lại lắm luôn nha anh chị. Anh chị thấy cái khu dân cư An Thắng này không? Nhà cửa bà con mình sinh sống tại đây rất là khang trang ha, nhìn nó cũng khá nhộn nhịp đó. Ở phía ngoài á, đầu đường á, có bán xe nước ha anh chị, và rải rác trên con đường kinh xã Long Trạch á, có bán đồ ăn sáng vào buổi sáng sớm. Thì cái lô bất động sản mà chợ xanh muốn chia sẻ cho anh chị á, là lô bất động sản cách đây khoảng 50m ha anh chị. Mình sẽ chạy xe hai bánh vào 50m là sẽ tới đất. Xin thưa bà con anh chị mình, hiện tại chợ xanh đang đứng ngay cái luống mà trồng rau cái bèo đó anh chị, và cũng là gần cái lô đất giá rẻ của mình luôn ha. Đây là con đường đan xe ba bánh chạy được nha anh chị. Phía gần cái lô đất của mình á, rất là nhiều cái đám dường mà hiện tại bà con mình đang canh tác ha. Và đây là cái vị trí của lô đất mình đây anh chị, từ cái cọc cắm này ha, đó anh chị đi qua bên đây là 5m nha anh chị. Mặt tiền con đường đan này nè là 5m. Rồi mình đi ra sâu vào trong 22m nha anh chị, cái chiều dài của lô đất này. Và tổng diện tích của lô đất này là 110m2, toàn bộ là đất thổ cư, một số riêng nha anh chị. Và chợ xanh cũng xin bật mí cái giá của cái lô đất này là được chủ đưa ra là 700 triệu, và còn thương lượng bớt lọc nha. Mình đang đi ra cái cây cọc cắm phía cuối cùng của lô đất đó anh chị, ngay vị trí này nè nha anh chị. Đây là hết đất của mình ha. Rồi mình đi qua bên đây là 5m luôn, đầu đuôi gì cũng 5m cả nha anh chị. Phía bên này đây là hết đất nha anh chị. Rồi mình nhìn ra cái hướng phía trước đây, thì phía bên tay phải mình á, từ phía sau á nhìn lên á anh chị, có hai đám rường trồng cải tép bèo, rồi trồng dâu dền, mồng tơi, nhìn rất là tươi tốt và non trong luôn anh chị. Ở phía trước mặt cái lô đất mình nè, ngay cái lùm cây này nè anh chị, có một cái nhà dân ở lâu năm ha. Có thể là bà con mình sinh sống lâu đời tại nơi đây. Và chợ xanh cũng xin nhắc lại toàn bộ cái thông tin của lô đất này một lần nữa để cô chú anh chị mình nắm rõ hơn ha. Thì lô đất này nằm ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Diện tích của lô đất là 5 x 22 là bằng 110m2. Hướng đất là hướng Tây Bắc. Và lô đất này được chủ rao với cái giá là 700 triệu và còn thương lượng bất lọc. Một lô đất mà giá cũng hợp lý và nằm ngay gần rất là nhiều cái tiện ích nơi đây mang lại. Đó, cái mảnh vườn đó anh chị thấy không? Nhìn rất là non ha, xanh tươi tốt luôn. Ở đầu video nãy đó, em có quay vài cái hình ảnh của chị đó đang hái dâu dền ha. Thì trong quá trình mà em quay đất á, có những hình ảnh mà gần gũi với đời thường đó. Rồi em xin phép quay bên lề vài hình ảnh để bà con anh chị mình á, nắm bắt được cái tình hình xung quanh lô đất mà mình cần tham khảo ha. Và cũng xin thưa bà con anh chị mình, hồi nãy á, em vừa vào quay cái lô đất giá rẻ này nè, thì có một chú cũng ký gửi một cái lô đất lúa cũng gần đây. Thì sẵn tiện em sẽ quay vài hình ảnh luôn ha, để cho cô chú anh chị mình tham khảo thêm. Thì cái lô đất này là lô đất lúa nha anh chị. Toàn bộ cái diện tích của lô đất lúa đó đều được nằm trên cái con đường đan xe ba bánh này ha. Diện tích của lô đất lúa là 1.500m và được chủ rao với cái giá là 2 tỷ còn thương lượng. Cái diện tích mặt tiền con đường đan này là 30m nha anh chị, và cái chiều sâu vào là 50m, là mình nhân ra là 1.500m cho cái lô đất lúa này. Và xung quanh cái lô đất lúa này nè, chợ xanh thấy đều có cái bờ hết nha anh chị, cái bờ đi song song
xung quanh hết. Đây là cái cột cắm đầu tiên của lô đất ha. Rồi mình đi chạy dài qua bên đây là 30 mét. Thì đất lúa này thấy nó cũng hơi trũng một tí xíu nha anh chị. Và theo chia sẻ của chủ á, thì cái lô đất lúa này mình lên mục đích sử dụng được nha. Có thể là bà con chị mình á, mua về phân lô và lên đất vườn, đất thổ là đều được. Vì cái vị trí này không có quy hoạch gì cả nha anh chị. Coi như là cái lô đất lúa này á, được cái bờ á, nó bao xung quanh hết á. Đây là cái vị trí đây nè anh chị. Đó, cái vị trí mà mặt tiền mà phía dưới này ha. Rồi, mình đi ra sâu vào trong đó. Thì sẵn tiện trà xanh cũng xin đi một vòng luôn. Để cho bà con của chú mình á, dễ hình dung hơn về cái lô đất này. Nói về cái tiện ích mà gần những cái lô đất này mang lại đó anh chị. Thì trước tiên á, anh chị sẽ thấy cái khu dân cư An Thắng nè. Mà phía ban nãy á, trà xanh đã chạy vào đó. Rồi từ cái vị trí đất này nè, anh chị ra cái ngã tư Xà Đôi á, thì đi mất tầm khoảng 5 phút xe máy. Còn nếu mà anh chị á, đi xuống khu vực á, khu công nghiệp Cầu Tràm thì mình mất khoảng tầm 1 cây rưỡi số ha. Rồi đây là vị trí cuối cùng của lô đất á, phía bên tay trái á, từ trên xuống anh chị. Và từ cái vị trí đất này nè, anh chị lên cái chợ Bình Chánh thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh á, thì mất tầm khoảng 20 phút ha, cũng khá gần đó anh chị. Ở gần cái khu vực này nè, xã Long Trạch này, nếu mà bà con cô chú anh chị mình á, về đây đầu tư mua bán hoặc ở đều có tiềm năng phát triển cao sau này ha. Toàn bộ cái diện tích của lô đất mình đó anh chị, nhìn từ phía sau ra ha, và chợ xanh đang đi trên cái bờ cao đây nè. Xung quanh của lô đất mình á, được bao bọc bởi những cái lối mòn, cái bờ cao ha, bờ ruộng ha. Ngay đây có cái cây nên chợ xanh phải đi xuống. Đó, phía xa xa là cột mốc cuối cùng phía bên đây rồi đó. Thì rải rác xung quanh cái vị trí này nè, đều có nhà dân ở ha, để làm vườn đó anh chị. Rồi, cột cắm rõ ràng ở phía bên này. Rồi mình đi ra phía trước đây. Đó là hết cái vị trí đất, toàn bộ 1.500 m đất lúa của lô này ha. Và lô đất lúa này cũng được nằm trong xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Và cái hướng của lô đất này á, là hướng Đông Bắc ha anh chị. Một hướng cũng khá đẹp á. Lô đất lúa này được chủ rao với cái giá là 2 tỷ, còn thương lượng bớt lọc. Đây là hướng của lô đất lúa. Mình đi ra cái lô đất thổ giá rẻ hồi nãy anh chị. Phía trước của lô đất lúa này á, được bà con anh chị mình á, trồng rau bồ ngót ha, rất là tốt. Rồi, vậy là bà con chị mình vừa tham khảo xong vài cái hình ảnh của hai lô đất này ha. Hai lô đất này đều nằm trong xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An và cách cái khu công nghiệp Cầu Tràm á tầm khoảng 1,5 km và cách chợ Bình Chánh thì khoảng 20 phút đi xe máy. Còn từ vị trí này nè, anh chị muốn ra chợ Gò Đen thì tầm cũng mất gần 20 phút nha anh chị. Và cái hướng anh chị mà về thị trấn Cần Giuộc á thì cũng mất tầm khoảng 15 phút đi xe máy là sẽ tới nơi. Nếu bà con cô chú anh chị mình á, có quan tâm về hai cái lô đất này, muốn xuống tham khảo thực tế hoặc anh chị muốn biết thêm thông tin rõ hơn thì có thể liên hệ số điện thoại mà Trà Xanh Hoàng Thịnh đang để dưới phía góc phải màn hình đây. Còn nếu bà con cô chú anh chị mình á, muốn quan tâm nhiều cái bất động sản hơn nữa chính chủ thì xin hãy đăng ký kênh Trà Xanh Hoàng Thịnh để anh chị cập nhật được nhiều bất động sản mới nhất và sớm nhất trên kênh ha. Cuối video cũng không quên chúc cho bà con cô chú anh chị mình á, được thật nhiều sức khỏe, công việc thì lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và tiến xa hơn nữa ha. Đây là cái đám giao mồng tơi nè anh chị, nó sát với cái con đường mà mình đi vào đây ha. Và tới ngã ba này nè, nếu anh chị đi thẳng á, là ra khu dân cư An Thắng. Còn nếu mà bà con cô chú anh chị mình á, quẹo bên cái hướng này nè, là mình sẽ đi ra cái con đường tỉnh lộ 826 ha, trước mặt luôn đó anh chị. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại bà con cô chú anh chị mình trong những cái video clip tiếp theo nha.